Cháu nội nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ tung bộ ảnh thời ông bà anh cực kỳ tình cảm. Đặc biệt, những bức ảnh của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được ông xã Thanh Điền chụp nhân sinh nhật lần thứ 66. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền nhắn nhủ đến vợ: "Chúc mừng sinh nhật, em yêu, 46 năm bên nhau, yêu em nhiều hơn em nghĩ. Thương em đang ôm ấp mỗi ngày với một quyết tâm nghị lực mà tôi ngưỡng mộ bất kể thử thách nào. Nụ cười của em luôn khiến trái tim anh lỡ nhịp mãi mãi và mãi mãi." Nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền rất thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp vợ qua ống kính của ông. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trẻ trung và sành điệu, khác xa hình ảnh trên sân khấu cải lương. Vì là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, ít ai biết Thanh Điền còn là nhiếp ảnh gia. Ông rất mê chụp vợ, nhờ đó Thanh Kim Huệ luôn có nhiều bộ ảnh mà không tốn kém chi phí thuê ekip. Thanh Điền chụp Thanh Kim Huệ đủ phong cách, từ trẻ trung năng động đến gợi cảm. Nữ nghệ sĩ ưu tú được dịp thể hiện nhiều sắc thái hoàn toàn khác với hình ảnh nghiêm ngắn trên sân khấu cải lương. Vợ chồng Thanh Điền và Thanh Kim Huệ có một khoảng thời gian cả cuộc đời hạnh phúc, đi đâu làm gì cũng có nhau. Thanh Kim Huệ ở tuổi 66 vẫn thường đi hát ở tỉnh thành được khán giả mến mộ. Sự ra đi của bà là nỗi đau mất mát lớn của khán giả và cả ngành nghệ thuật nước nhà. Trước đó, Thanh Kim Huệ vẫn đau đáu hy vọng vực dậy cải lương. Tuy nhiên, bà biết sức của một vài cá nhân có hạn, vì vậy bà luôn mong được nghệ sĩ trẻ hợp sức chung tay. Trong khi đó, Thanh Điền phát triển sự nghiệp nhiếp ảnh, điều hành studio riêng và đạo diễn sân khấu. Ông chụp nhiều đám cưới và chụp cùng vợ. Tháng 7 vừa qua, cả Thanh Điền và Thanh Kim Huệ đều góp mặt trong danh sách 22 nghệ sĩ được Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Trước đó, vợ chồng bà được bạn bè động viên nộp hồ sơ xét tặng. Với Thanh Kim Huệ, ngoài tình cảm của khán giả thì danh hiệu nhà nước phong tặng cũng là phần thưởng ghi nhận nỗ lực trong nghề. Vì vậy, bà rất vui và hãnh diện khi được xét tặng. Tuy nhiên, khi chưa nhận được danh hiệu thì bà đã ra đi mãi mãi. Nhưng tình yêu và niềm hạnh phúc của bà và chồng nghệ sĩ Thanh Điền đáng để cả thế hệ sau ngưỡng mộ.